Xin chào các cô, chú, anh chị và các bạn đang xem video. Em là Phong. Thì hôm nay cuối tuần em sẽ đang bán cái mặt hoa đẹp và đọc rất là ít hàng để cho các cô, chú, anh chị về sưu tầm. Thì đây là cái mặt hoa mâu xuất của vùng Tuyên Quang, Mát Nai mâu xuất. Thì cái mặt hoa này là nó có tầm khoảng là 80 cây. Thì hiện tại là chú Tư Nguyễn ngoài Tuyên Quang, chú đang giữ 50 cây. Còn em đang có ở đây là 30 cây. Thì cái mặt hoa này hiện tại là chỉ có em và chú có. Nên là các cô chú anh chị nếu mà có ai mà lấy cái hình này mà đang bán thì đa số là hàng lừa đảo nha. Nên là em đã chèn cái số điện thoại và cái tên của mình vô cái mẹt hoa. Còn chú Tư Nguyễn thì chú không có chèn, mà lỡ chú đang thì có người ta sẽ lấy cái hình ảnh đó và người ta sẽ bán cái cây không chính xác nha. Nhưng cái mẹt hoa này hiện tại chỉ có chú Tư Nguyễn và em có cái mẹt hoa này thôi. Thì hiện tại là em bán cái hàng này, có cô chú anh chị cứ yên tâm là lưu số điện thoại em lại và sau này đợi số hoa nha, không có lo là bị hàng bậy bạ nha. Còn có một cái đặc điểm thứ hai là của cái vùng Tuyên Quang, đa số cái dòng này thân của nó lên, cái mầm của nó mới lên nó sẽ rất là tím như thế này. Mọi người cứ kêu là đây là phi điệp tím nha, là không phải nha. Cái này cái kỳ của nó mới lên nó tím mà thôi, nhưng mà về sau nó sẽ xanh lại hết nè. Mọi người thấy không, lớn lên nó sẽ xanh lại đó. Rồi thì cái lô đầu tiên, cái mặt hoa này thì chỉ có em với chú Tư có nha mọi người. Nên là bữa nay mọi người mua về rất ít người có hơn. Cái lô này là cái lô đầu tiên mà cái lô cặp đẹp nhất. Là cứ một cặp như vậy là 1,2 triệu nha mọi người. Cái lô đầu tiên là 1,2 triệu một cặp. Đó, một cặp kia là 1,2 triệu một cặp. Là có số 1 này, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7. Có tất cả là 7 cặp. Thì em đã kiểm tra là nó đều đã nhú mầm hết như này. Đó, nó đã nhú cây ra hết rồi. Nên các cô chú anh chị về thở vô chậu là nó sẽ lên mầm thôi, rất là nhanh. Còn cái lô thứ hai đây là em sẽ bán với giá 700.000. Nó cũng là cặp nhưng mà em sẽ bán với giá 700.000. Đây nó cũng sẽ được 2 cây cho mọi người. Cái này mọi người về cũng chơi được 2 cây. Cái này thì nó bị hai cái cây nó bị xanh ăn cái con xanh nó ăn cái mầm gốc của hai cây lớn. Nhưng mà bù lại là mà bên này nó sẽ có một cây và trên thân đây nó đang ra một cây. Đó, đây là cái này cũng là 700.000 nha mọi người. Thì số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Thì cái lô 2 là lô 700.000. Lô 1 là có 7 cây là mỗi cặp 1,2 triệu, còn cái lô 2 là mỗi cặp là 700.000. Tiếp theo là cái lô đơn. Cái lô đơn này thì em bán 1 cây là 600.000 nha mọi người. Cái này là em đã bán trên Zalo, khách đã chốt vài cây rồi. Là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Số 1 nè, số 2, số 3, số 4, số 5. Đó thì những cái nào mà xanh ăn mầm gốc hay là mầm gốc bị hư là em sẽ không bán, hoặc là em sẽ nói cho các cô chú anh chị biết chừng. Trừ cái trường hợp cái cây kia nó vẫn có cây và trên thân nó vẫn có cây nên em vẫn bán nha. Còn cái nào mà về nó bị mất luôn là em không có bán. Thì cái này là có cái lô thứ ba này là lô đơn. Là em sẽ bán là 1 cây 600.000, cây số 1, cây số 2, cây số 3, cây số 4 và cây số 5. Các cô chú anh chị yên tâm đi, cái dòng này giờ nó xuống lá thân giờ thì chủ yếu là mình chơi cái mầm gốc lên thôi. Vì cái mùa này là mùa nó lên mầm mà, nên là về mình chơi sẽ lên rất là đẹp. Còn cái này để sưu tầm là các cô chú anh chị em sẽ lấy 500.000 một cây. Là cây số 1, cây số 2, cây số 3, cây số 4. Nó bá cây thôi nhưng mà cây mầm gốc nó vẫn còn. Nó vẫn đang còn nguyên, chưa có bị xanh an hay là xanh đớp gì hết. Đây là các cô chú anh chị về chơi yên tâm nha. Rồi thì cái này em bán là cây số 1, cây số 2, cây số 3, cây số 4. Là mỗi cây là 500.000 một cây nha mọi người. Lô này lô để mọi người sưu tầm. Em quay ngược sáng hơi tối nha. Em sẽ cho mọi người quay lên kỹ nè. Cây số 1 của lô 1,2 triệu nha. Đó, hiện tại như cái này là có 3 cái mầm gốc rồi nè. Cái này là vẫn đang nhú 2 cái mầm gốc nè. Nhưng mà cái cây nó khỏe. Thì cái cây nó khỏe thì tương lai cái mầm gốc lên nó cũng sẽ rất là nhanh. Nó cây cặp số 3 này, cặp này tới 3 cây lận. Đây thì rất khỏe luôn. Mầm gốc còn nha mọi người, cái nào nó hư thì em sẽ không có bán đâu nên mọi người yên tâm. Cứ về trong xuống chậu là nó sẽ cho ra mầm thôi. Cây số 5 này,
rất là khỏe. Cây số 6 này, cây số 6 mọi người chỉ được 3 cây nha. Thấy nó nhiều vậy nhưng chỉ được 3 cây. Số 7 mọi người cũng được 3 cây nha. Đó thì cái lô 1,2 triệu thì có cô chú anh chị về chơi để lấy giống nha, nó nhiều cây. Bên cạnh đó thì cái thân đó mọi người có thể chích được cây nữa nên là khả năng là có nhiều cây hơn. Còn lô này lô 700. Nó cái này nó đều có cây hết ở cái mầm gốc rồi, nó đều có mầm, nó đều nhú hết, sưng hết rồi. Cái điện thoại quay nó không rõ mọi người. Số 3 nè. Rồi thì có cô chú anh chị, cái dòng này là cái giá như vậy là nó rất là bình thường nha. Tại vì cái dòng mạc hoa rất là đẹp. Mọi người cứ xem mạc hoa là mọi người đỡ ghiền rồi. Và em cũng xin nói luôn là cái mạc hoa này chỉ có em và chú Tư Nguyễn, cái Facebook là Tư Nguyễn có cây. Còn nếu mà người ta đang bán thì cái cây nó chỉ có mát nai nhưng mà không có được cái mạc hoa giống như vậy. Đó, cái mạc hoa này vốn gốc của nó là của chú Tư Nguyễn làm ra, nên là bây giờ chỉ có em với chú có thôi. Còn các cô chú anh chị mua trên mạng thì cẩn thận bị lừa đảo nha. Rồi em cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video của em nha. Em xin chào các cô chú anh chị.